Cindy mến chào các bạn. Hôm nay Cindy ra quay cái cây chanh dây của Cindy á. Cindy phê với các bạn nè. Cindy cũng mừng lắm các bạn ơi. Các bạn có nhớ cái cây chanh dây này là trước đây Cindy có quay video không ạ? Thì hồi năm rồi á, Cindy để cái cây này vô trong nhà xe. Chết rồi. Ổn quá các bạn ơi. Mình làm mạnh tay quá, cái bông chanh dây của mình nó rớt xuống rồi nè, hư hết cái chanh dây rồi nè. Ổn ghê luôn. Thì Cindy để vô trong nhà xe đó các bạn. Khi mà nó vừa ra đông á, cái cây chanh dây của Cindy á, nó khô ở bên trên, cái thân ở trên, tuốt ở trên như trăng, chỗ mấy cái dây nó bò đó. Cái Cindy cắt ngang bỏ. Cindy cắt ngang bỏ, Cindy đem đi vào trong nhà, Cindy dưỡng lại. Thì hởm rài á, dưỡng cũng cả tháng nay rồi đó các bạn. Thì các bạn xem nè. Ồ, mình không ngờ đó, là Cindy đi vô Costco mua cái thùng này nè các bạn. Đem đi về, Cindy chiết từ cái cây đó qua bên cái chậu bên đây nè. Rồi Cindy đi lại chỗ mà bán cây giống mà của người Việt Nam á các bạn. Cindy mua cái bao phân này, nó kêu là pot palm á. Cho nên á, Cindy mua cái bao này, cái bao nó nhỏ xíu à, mà tới 35 đồng lận á các bạn. Nên Cindy đem về, Cindy ưu tiên cho cái cây chanh dây của mình, đổ nguyên một cái bao phân này vô trong đây luôn. Nhưng mà không ngờ nha, cái bao phân đó nó rất là tốt cho cây nha các bạn. Nó mắc thiệt á, nhưng mà nó rất là tốt cho cây. Thì Cindy dưỡng khoảng một tháng mấy nay nè các bạn ơi. Bây giờ hả, cái cây của Cindy nó lên xum xê mà nó ra bông rất là nhiều luôn. Cindy xem ở trên mạng á, thì Cindy thấy có những anh chị mà cũng làm bên YouTube á, làm cái vàng cho cây á. Cindy cũng có cái ý tưởng làm theo. Cindy làm mà lấy cái cây này nè, làm ba cây, làm trụ giống như cái hình tam giác vậy nè. Đó, y như cái bánh ú luôn. Rồi Cindy cắt cây á, Cindy buộc xéo xéo. Mình mua cái sợi dây này nè, cái cuộn dây này nè, ở trong chỗ Home Depot hoặc Lô gì đó cũng có cuộn dây này nha các bạn. Cindy mua về, Cindy buộc để mà dưỡng cái cây lại. Cindy tuốt hết lá nó luôn. Nhưng mà không ngờ khi mà mình dùng cái bao phân mà pot palm đó, bây giờ cái bao phân đó mà nó làm cho cây của mình xanh tươi, mà nó ra lá, mà bây giờ nó ra bông rất là nhiều luôn. Đây, Cindy làm nè, làm cái vàng cho nó nè. Các bạn nhìn nè, cái vàng y như cái hình bánh ú luôn. Bề ngang qua là ba cây, xuôi ba cây. Rồi Cindy dùng lưới này nè, Cindy cắt theo cái khung nó để mà để lên trên đây bắt vàng. Còn cái khoảng ở giữa này nè, Cindy không có dùng lưới mà che kín mít hết. Rồi Cindy mới lấy mấy cái sợi dây của chanh dây á, Cindy để lên trên đây. Thì bây giờ hôm nay á hả, Cindy ra, Cindy thấy các bạn ơi, thật là bất ngờ luôn á. Tại vì trời mưa đó, cây của mình nó hả, nó tươi tốt mà bây giờ nó cho Cindy ra bông vậy nè các bạn. Bạn còn nhớ không? Đây cái trái chanh dây mà hồi kỳ rồi mà Cindy đã quay cho các bạn xem đó. Cái trái chanh dây nó cũng còn như vậy nè. Nó còn lại được có một trái à các bạn. Nhưng mà bây giờ có hả, Cindy quay từ dưới lên cho các bạn xem nha. Chàng ơi, nè các bạn nhìn xem nè. Đây, hoa chanh dây đó. Đó, các bạn nhìn xem nè. Bây giờ hả, nó chưa có cho ra lá nhiều, nhưng mà cái hoa của nó ra rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đây nữa nè, cái hoa của nó nữa nè. Những cái hoa chanh dây ở trên đây nè các bạn nhìn nè, nó cũng ra rất là nhiều hoa luôn đó. Các bạn nhìn xem nè, cây của mình nó ra rất là nhiều hoa luôn. Nhưng mà lá là Cindy tước hết lá luôn rồi đó các bạn, chỉ còn có một vài cái lá già thôi, nhưng mà rất là thích luôn. Tại vì cây của mình nó cho mình ra hoa rất là nhiều luôn các bạn. Để một hồi nữa Cindy quay cái bao phân đó cho các bạn xem nha. Đây nè, đó, một cái khúc này không mà 3-4 cái hoa như thế này nè. Các bạn thấy không? 1, 2, 3 cái hoa như thế này nè. Đó. Rồi ở đây hoa nữa nè.
Cindy làm cái vàng như thế này nè. Nhiều khi mình làm mình thấy mắc cười quá, đáng lẽ là mình làm cái hình tròn, hình vuông. Còn này Cindy làm Cindy làm khoan sao mà có ba khía cạnh này, cho nên nó hả Cindy chéo chỉ có ba cái thôi. Nó giống như cái hình tam giác, hình cái bánh ú vậy đó. Nhưng mà cái điều mà Cindy thấy thích nhất á, là cây của mình nó cho mình ra hoa rất là nhiều luôn. Đây nè các bạn nhìn xem nè, hoa nè. Đó, hoa nè. Ở đây cũng hoa nè. Rồi hoa đang chuẩn bị nở nữa nè. Rồi hoa đang nở nữa nè. Đây là hoa nở nữa nè. Đây là hoa nữa nè các bạn. Chàng ơi, nó cho Cindy ra hoa rất là nhiều luôn các bạn. Đây, đó, cái chậu. Cái chậu này Cindy cũng không biết là bao nhiêu ga lông nha. Tại vì mình mua trong Costco, cái chậu này là cái chậu lớn nhất ở trong cái ở trong các loại chậu mà trong Costco để đó các bạn. Nên Cindy đem về, Cindy dùng cái bao phân đó, ưu tiên cho cái bao phân đó cho cái cây này. Hôm nay Cindy thấy nó ra hoa rất là nhiều luôn. Mà các bạn có biết không, cái bao phân đó rất là mắc tiền luôn á các bạn. Bởi vì mình ngán tiền lắm, mình không có dám xài cái bao phân tốt như vậy. Nhưng mà mình thương cái cây chanh dây của mình á, nên mình sử dụng một cái bao phân đó cho một cái chậu chanh dây như thế này. Mà không ngờ nó đem lại cho mình kết quả rất là tốt luôn. Cây á, thì nó bò ra nhánh, nó đang đâm tược, đâm nhánh thêm nè. Các bạn thấy không, nó bị héo như thế này nè. Xin đi cắt bỏ những cái chỗ nào bị héo nè. Cái thân này cũng bị héo nữa nè các bạn. Mà hôm nay mình dưỡng ra hả, mình thấy cây á, hả, nó cũng được theo cái ý muốn của mình. Mình cảm thấy cũng rất là vui. Các bạn thấy không, thương tích đầy mình luôn á. Vì một cái mùa đông băng giá, chỗ của mình ở á, là nó lạnh là nó đông đá luôn á các bạn. Nên mấy cái cây của mình chăm sóc cực lắm các bạn. Cindy chăm sóc mấy cái cây này rất là cực nè. Nó đang đâm mầm non ra nữa nè. Nó đang đâm mầm non ra nữa nè. Rất là có nhiều tược. Mà còn duy nhất trọn vẹn chỉ có một trái chanh dây này thôi. Nó đang đâm ra. Bữa nay nè, ông trời ông mưa nhiều lắm. Cho nên nó hả Cindy ra đây để mà quay cho các bạn xem cái thành tích của cây khi mà mùa đông nó ra mùa đông như thế nào. Cindy rất là thích luôn. Cuối cái video Cindy sẽ quay cái bao phân đó cho các bạn xem, cái bao phân mà Cindy đang sử dụng nha. Còn cái đây là cái cây tắc cẩm thạch mà hôm nay á hả Cindy nè, cũng dùng cái bao phân đó Cindy gãi lên trên mặt, bề mặt một tí xíu. Nhưng mà cái bao phân đó rất là tốt. Nó 55 khót mà nó 50 khót mà nó bán cho mình tới là 35 đồng một bao lần đó các bạn. Nên mình mua mình rất là tốn tiền. Mà bây giờ cái cây tắc của Cindy nè, các bạn xem nè. Chàng ôi, trái nó đậu trái rớt rất là nhiều luôn. Cái cây tắc này á hả Cindy cũng rất là thích. Cái lá của nó cũng rất là thơm luôn các bạn. Mà bây giờ á hả là cho trái như thế này đây. Đây, nó cũng có ra nhiều cái trái lớn rồi nè. Đó. Thì cái cây tắc này của Cindy á hả nè. Thấy mê lắm các bạn ơi. Cái cây tắc cẩm thạch này nè, nó ra trái rất là nhiều. Cindy cũng để cho tới thứ hai thứ ba tuần sau á, Cindy sẽ kêu chồng của Cindy chiết cái gốc này nè, để mà mình lấy ra được thêm một cái khoảng này nữa. Mình lấy ra được thêm một cái khoảng này, được thêm một cái cây tắc cẩm thạch nha. Tại tắc cẩm thạch ở đây mình mua rất là mắc tiền. Lâu lâu nó mới có một đợt hàng nó đem về, nhưng mà mua rất là mắc luôn á các bạn. Mà cái cây này á hả, nói tiếng mà chăm sóc vết nó cũng hơi khó nha. Nó khó hơn là cái cây tắc thường của mình á. Ở trong cái bao phân đó nó có rất là nhiều cái chất dinh dưỡng cho cây.
cho nên nó họ trộn họ mix chung với nhau á, họ trộn họ bán rất là mắc tiền. Có một cái trái này nó ngộ quá các bạn ơi, sao mà nó Cindy thấy nó ra tới cái trái của nó 3-4 khía như thế này nè, nhìn mắc cười không? Đó, nó ra như thế này nè. Cái tắc của mình nó như thế đó các bạn. Còn ở đây là nguyên một cái ô này, mình năm nay mình sử dụng nguyên một cái ô này là mình trồng qua mẫu đơn á. Mình rất thích cái loại hoa mẫu đơn luôn. Cái cây này của mình đến cái cây lựu này nè, lựu thần thánh này nè, ăn rất là ngon. Mà đến hôm nay á mà nó chưa có ra lá được luôn á. Tại vì mùa đông á thì Cindy không có dùng bọc, mà Cindy bọc nó lại không có chùm nó lại á. Cái cây của mình nó giống như là nó bị chết khô thân luôn. Nhưng mà bây giờ thì ở bên dưới gốc của nó có lên mấy cái tược non non như vậy đó. Là cây mình vẫn còn chăm sóc được nha. Nhưng mà Cindy sẽ cắt bỏ hết mấy cái nhánh này. Tại vì mấy cái nhánh này nó bị khô rồi, nó chết khô rồi các bạn. Nó không có phát triển được. Có tiếc á, thì nó còn phát triển được. Mà năm nay chỗ của mình là đông đá nên cái cây này nó không còn phát triển nổi nữa. Và ổi của mình hôm nay cũng ra nhiều lắm. Ra nhiều hoa như thế này nè. Thì Cindy cũng ngắt bớt. Nên để mà dưỡng mấy cái cây của nó đó các bạn. Còn cái mà Cindy thích nhất là cái cây mặn dê xanh này. Hôm nay á hả là nó cũng lên. Cái hoa này nó cũng nở lớn. Cái hoa này nó cũng lớn rồi nè. Nó cũng chuẩn bị nở rồi nè các bạn. Nó cho mình nụ rất là to. Ổi của mình thì bây giờ hôm nay nó cũng nở nè. Các bạn thấy không? Tuy là mình dưỡng lại cây nó không có được tốt cho lắm, nhưng mà nó phát triển cũng rất là mạnh mẽ luôn. Còn đây là cái cây hoa mai 32 cánh của Cindy nè. Các bạn thấy không? Nó rụng không còn một cái lá nào luôn á. Nó rụng hết luôn. Mà hôm nay thì nó lại đâm tược non ra như thế này đây. Đó, nó đâm tược non và nó cho mình nở bông thêm nè các bạn. Đây nè, cái bông nó đang chuẩn bị nở nè. Đó. Các bạn nhìn thấy dễ thương ghê không? Không còn một cái lá nào luôn nha các bạn. Nó khô cành luôn á. Chàng ơi, chăm sóc mấy cái này rất là cực luôn. Nó cho mình ra nhánh non mà nó còn cho mình ra nụ mới nữa nè. Sáng mình đi vòng vòng ở ngoài này, tại vì cây bữa nay ông trời mưa đó các bạn, cho nên mình mới đi quay cho các bạn xem lúc mà ông trời chưa mưa. Còn mấy cái này là mấy cái đồ tưới nước á, chồng của Cindy á làm mấy cái đồ tưới nước này cho Cindy cực, đỡ có cực mà mình cầm cái giò đi tưới á, nên cũng chưa có gắn lên. Còn hôm nay cây của mình nè, mình cũng gieo ở dưới đất nè, gieo hạt xuống dưới đất nè. Mà hôm nay cây của mình nó ra lá cũng tươi tốt, cũng lớn rồi đó. Dưa leo của Cindy á, hôm trước nó có hoa đó. Cindy đi cấy cái hoa đực qua cái hoa cái á. Bây giờ Cindy thấy là nó có cho mình một cái trái non lớn rồi nè. Cây của mình rất là nhỏ nha, cũng không có lớn lắm. Nhưng mà bây giờ nó cho mình ra trái non nè. Cindy dùng cái bông đực á, Cindy cấy qua cho cái bông cái. Hôm nay thì ra thấy toàn là bông đực không mà không có bông cái. Mà Cindy thấy nè, đó cái cây của mình cũng chẳng có lên cao lắm đâu, nó lên thấp chủng mà. Mà bây giờ nó có trái vậy cũng mừng. Nguyên cái dãy này là nguyên cái dãy cà tím. Mà cái cây cà tím này hôm nay nó cũng cho mình ra hoa nè. Cà tím này là cà tím trái dài nha các bạn. Nó cho mình ra hoa nè. Rất là tốt luôn. Còn đây là bông cải tím. Mà các bạn nhìn xem bông cải tím của mình hôm nay nó ra cái bẹ cũng rất là tốt luôn á các bạn. Cái bẹ nó ra lá quá trời bự luôn mà nó chưa có trái. Nó chưa có bông. Còn cây apple mình trồng ở dưới đất nè, hôm nay nó cũng ra bông và kết trái một số rồi nè các bạn.
Đây là cây apple ở dưới đất nha. Có một số nó kết trái lớn rồi. Cây thì nó đang ra hoa. Đây, cái nhánh này đây. Trái nó cũng đang lớn này. Nó cũng đang có hoa nữa nè. Đó, các bạn thấy không? Những cái cây này á, là còn trồng ở dưới đất á, cho nên tới hôm nay mà nó cũng chưa có ra hoa nhiều lắm. Nó ra một mớ nào, còn một mớ thì nó chưa có ra nha. Và một mớ nó đang ra mà nó cũng đang chuẩn bị cho trái nè các bạn. Rất là nhiều luôn. Cái nhánh này là cái nhánh cây ghép nè. Apple mà chồng mình ghép vô những cái nhánh khác vô đó các bạn. Thì năm nay nó cũng đã ra nhánh. Nó ra lá như thế này thôi chứ nó chưa có ra hoa. Còn cây apple chính thức của nó ở dưới đất đó là nó đang ra hoa như vậy nè. Nó đang chuẩn bị kết trái nha. Một số nó ra trước đó thì nó đang cho mình trái trước đó các bạn. Ông trời hôm nay u ám quá. Cho nên nó hả cây của mình chuẩn bị có thêm một trận mưa nữa. Nó sẽ nở thêm được nhiều hoa và nó ra thêm được nhiều nhánh nữa. Mấy cái cây của mình nè, các bạn thấy không, hôm nay nó tươi tốt hết sức luôn. Hôm trước á, mình có người thân qua chơi á, mình kêu ngắt bớt đi. Chèn ơi, mình ngắt bớt, bây giờ nó đâm ra cái tự quá chèn luôn. Còn đây là cây đậu đũa của Cindy nè. Gieo một đống hạt luôn mà nó lên được chỉ có hai cây thôi các bạn. Còn đây là cái cây cải, cải cúc á. Cải salad xo á, cải... kêu bằng cải cúc, cải gì, ga tầng ô. Hôm ga tầng ô này là có loại cánh lớn, lá lớn nha các bạn. Hôm nay nó cũng lên như thế rồi. Và đây, đây là những cái cây này nó cũng mới vừa ấy thôi chứ bác, mà các bạn nhìn thêm, các bạn nhìn xem ở bên trên này nó bị giống như là nó bị chết khô quá. Mà bên dưới gốc này nó đang phát triển nè, cái lũ đó các bạn. Mình đẩy ra để vô như vậy mà nó còn bị khô cây ở bên trên này luôn nè. Nó không có phát triển, mấy cái cây ở bên trên nó không có đâm mầm, đâm lá gì hết luôn. Mà chỉ có đâm ở phần dưới này thôi. Và đây, chàng ơi, hôm nay cái cây nho của Cindy mà nó ra trái mà nó lớn như thế này nè. Các bạn nhìn xem nè. Thấy thương không các bạn? Sáng Cindy đi ra bẻ ớt. Rồi Cindy quay cho các bạn xem cây của mình nó phát triển một cách rất là mạnh mẽ, rất là tươi tốt luôn. Nho mà nó ra chùm chùm như thế này nè. Đó. Trái nó cũng ra rất là lớn luôn đây các bạn. Đây là ngẹt cây, ngẹt trái luôn nha. Chùm chùm như thế này đây. Thích quá luôn á các bạn ơi. Đây là những cái trái non. Video trước Cindy quay là nó mới có ra hoa, nó kết trái tí xíu thôi. Nhưng mà cái video này thì các bạn nhìn xem nè. Cái trái nó lên rất là lớn rồi nè. Đó, cái trái của nó lên rất là lớn luôn mà nó ra chùm chùm như thế này đây. Công nhận là Cindy thấy thích ghê luôn á. Cái này là tuốt ở trên cái đọt của nó nè. Nó ra chùm như thế đó các bạn. Ôi, khi mà mình trồng cây nào mà nó đang ra trái như thế này thì mình cảm thấy rất là thích luôn. Rất là nhiều trái. Cindy có cái cây lý nè, có táo thái nè. Cindy sẽ quay trực tiếp cho các bạn, các cô chú anh chị xem video trực tiếp vào cái ngày thứ hai tới này nha. Thứ hai tuần tới này Cindy sẽ quay trực tiếp và Cindy sẽ đi hết nguyên một cái dòng nhà của mình coi mình có bao gồm bao nhiêu loại cây nha các bạn. Nếu mà tính ra cây Việt Nam, cây ăn trái của Cindy thì
rất là nhiều nha các bạn. Cindy quay một cái phần cây nào thôi, giấu lại một cái phần cây nào đó để tới hôm ngày thứ hai tuần tới này á, Cindy hẹn với các bạn, các cô chú anh chị á, quay trực tiếp luôn. Cindy sẽ quay trực tiếp cái cây đó cho các bạn, các cô chú anh chị xem là Cindy có bao nhiêu cây nha, bao nhiêu cây và bao nhiêu cây đó nó phát triển như thế nào nha các bạn. Nhớ đón xem video vào cái ngày thứ hai Cindy quay trực tiếp luôn nha. Đây, mê quá luôn á các bạn ơi, mình thấy cái vàng nho của mình như thế này nè đó. Mình thấy mình mê quá luôn á, sáng ngày nào mình cũng ra mình xem như thế. Và cái cây nho kế một bên đây là cái cây nho video trước đây Cindy có quay, bây giờ nó ra hoa cũng lớn rồi, nó cũng chuẩn bị nở rồi. Thì khi nào mà cái cây này nó có trái á, thì Cindy sẽ quay cho các bạn xem. Bây giờ nó đang ra hoa như thế này nè, Cindy cắt bỏ thì thấy uổng quá, nhưng mà Cindy cũng sẽ cắt tỉa cho nó gọn cái phần ở bên dưới này nha. Tuy là nó ra rất là nhiều hoa, nó ra rất là nhiều hoa nhưng mà mình cũng phải cắt tỉa bớt. Đây, những cái bông này nó đang nở nè. Bên trong mình nè các bạn, những cái bông nó đang nở á, thì nó đang chuẩn bị cho có trái nữa nha. Những cái bông nào mà nó nở á, là nó sẽ tự thụ phấn luôn á, cho nên cây của mình nó dễ phát triển, dễ có trái lắm. Đi trồng cây như thế này hả, mỗi buổi sáng Cindy đi ra hả, thấy cây của mình thấy thương quá. Đây là cái cây chocolate, cái cây sicola mà hôm nay Cindy cũng thấy nó ra hoa rất là nhiều luôn. Cái cây của Cindy nó nhỏ xíu như thế này thôi nè, mà nó ra hoa vậy nè các bạn. Chàng ơi, hoa đầy cành luôn á. Nè, nó ra hoa đầy cành luôn. Và táo hôm nay nó có rất là nhiều bông táo, nó đã nở rộ như thế này. Thì khi nào mà táo của mình ấy thì Cindy sẽ dùng phân bón thêm cho cây để thêm cái phần dinh dưỡng nữa cho cây nha. Hôm nào Cindy thử chiết cái nhánh cây táo này thử, từ trước tới giờ Cindy chưa từng chiết cái nhánh cây táo. Hôm nào Cindy kêu ông xã của Cindy chiết cái nhánh cây táo này thử coi nó chiết có được, có dễ không. Nếu mà nó chiết có dễ thì Cindy sẽ chia sẻ thêm cái cách chiết cây táo cho các bạn, các cô chú anh chị xem nha. Hoa rất là nhiều, bây giờ là hoa nó đang nở rộ luôn. Đây, hoa nó đang nở rộ. Mình đợi khi nào mà nó có trái thì Cindy sẽ quay cho các cô chú anh chị xem. Và tới cái ngày thứ hai, Cindy hẹn cô chú anh chị vào cái ngày thứ hai, Cindy sẽ quay trực tiếp và Cindy sẽ bón phân trực tiếp vào trong những cái chậu cây ăn trái hiện mình đang có và đang ra hoa như thế này nha các cô chú anh chị. Nếu mà có thích thì nhớ xem tới ngày thứ hai, Cindy sẽ quay trực tiếp luôn. Hôm nay Cindy ra phe một số cây ở trong nhà của mình như thế này thôi. Và đây là cái bao phân mà Cindy mua để mà Cindy chăm sóc lại cái cây chanh dây cho nó sống lại một cách mạnh mẽ đó các bạn. Đây là cái bao phân nè, potting soil. Mà potting soil này của Potpan gì đó các bạn, thì mình cũng không có hiểu rành về cái tiếng Anh đâu nha. Nhưng mà cái bao phân này nè, một cái bao phân của nó như thế này thôi mà đã là 35 đồng rồi các bạn. Là cái bao phân này, dùng cái bao phân này mà Cindy dùng cái bao phân này để mà mình chăm sóc cái cây của mình đó, cho nó phát triển cây rất là tốt và nó cho ra hoa cũng rất là ấy luôn. Tại vì cái bao phân này nó quá mắc tiền đi, nên Cindy cũng cho mỗi một cái cây nó ít ít thôi chứ cũng không có cho nhiều. Đây là cái mấy cái chậu sen nè,
Dạ, Cindy sẽ quay cái video của cái bao phân mà Cindy đã bón cho những cái cây của mình nó ra trái và nó làm cho cái cây chanh dây của mình nó sống lại một cách mạnh mẽ nha. Cindy xin dừng video tại đây, chúc các bạn, các cô chú, anh chị được nhiều sức khỏe và vạn sự như ý nha. Nếu có thích thì nhớ bấm đăng ký và ủng hộ kênh của Cindy. Cindy cảm ơn nhiều lắm ạ. Tạm biệt các bạn, các cô chú, anh chị.